Về Nhà Đi Con từng là một trong những bộ phim đình đám phá đạo màn ảnh Việt và nhận được nhiều sự yêu thích của cộng đồng, những người yêu phim. Ngoài kịch bản sâu sắc, bộ phim còn thành công bởi việc sở hữu dàn diễn viên cực chất lượng như Bảo Thanh, Quỳnh Nga, Thu Quỳnh. Tuy nhiên, mới đây, cộng đồng mạng lại đang đổ dồn sự chú ý về một cô gái từng đóng vai quần chúng trong phim. Theo đó, bóng hồng xinh đẹp này tên là Thư Vũ. Dù chỉ đảm nhận một vai nhỏ, Thư Vũ cũng đã khiến cộng đồng mạng phải xôn xao vì nhan sắc đỉnh cao cộng với body chuẩn chỉnh, đặc biệt là vòng một cực khủng. Nhờ vậy nên khi đứng cạnh những hot girl làng phim như Bảo Thanh, Quỳnh Nga, Thư Vũ vẫn chứng minh đẳng cấp nhan sắc không phải dạng vừa và thậm chí còn át cả các đàn chị. Mới đây, loạt ảnh diễn viên quần chúng này đã sắc bên dàn mỹ nhân đình đám bất ngờ hot lại. Được biết, Vũ Thị Anh Thư hay còn gọi là Thư Vũ Gemini, sinh năm 1998 tại Hà Nam, sở hữu chiều cao 1m68, số đo hình thể 84, 57 và 88. Theo dõi các tài khoản cá nhân của người đẹp Về Nhà Đi Con, netizen không khó nhận thấy Thư Vũ là một cô nàng chịu hở. Nữ diễn viên 9X thường diện những kiểu trang phục quyến rũ, nhưng không vì thế mà khiến bản thân lố lăng phản cảm. Trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên hay thí sinh thi hoa hậu, Thư Vũ đã có một lượng lớn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Như trên TikTok, cô nàng có hơn 46.000 follower, mỗi video đăng tải đều đạt lượt view khủng. Ngắm nghía tài khoản TikTok của Thư Vũ, dân tình thu lượm được vô vàn những clip full không che cho thấy đường cong sexy của cô nàng. Thư Vũ từng quan niệm mỗi người sẽ có một câu chuyện riêng, một châm ngôn sống riêng. Với người đẹp, cô nghĩ có phúc ắt có phần, sống nhân hậu, trời cao tự khắc có an bài. Không chỉ được rèn luyện tại khoa thanh nhạc của Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, cô còn đóng vai phụ trong nhiều bộ phim như Đại gia chân đất, Tình yêu và tham vọng, Sinh tử, Về nhà đi con. Thư Vũ thừa nhận việc diễn xuất trên sóng truyền hình giúp bản thân cô cảm thấy tự tin hơn. Cô từng chia sẻ, nếu nói là người nổi tiếng thì tôi cũng chưa nổi tiếng lắm. Vì thường tôi chỉ tham gia đóng những vai phụ trong phim. Tôi muốn thử sức với phim ảnh và trong nhiều lĩnh vực. Đồng thời, anh Thư còn từng làm việc tại VTV Live, trực thuộc VTV Cap khi đảm nhận vai trò người mẫu đóng TVC cho các nhãn hàng. Cô nàng từng ghi danh tham gia cuộc thi sắc đẹp uy tín của Hậu Việt Nam 2020. Thoạt đầu gửi anh dự thi, Thư Vũ Gemini dự định chỉ cọ sát và thử sức bản thân. Vì có ngoại hình nổi trội, cô được ban tổ chức lựa chọn và đưa lên trang fanpage chính thức của cuộc thi. Anh Thư nhận nhiều lời khen ngợi bởi vẻ ngoài nổi bật, nụ cười tươi tắn. Thế nhưng tại đây đã có khá nhiều ý kiến trái chiều cho rằng cô nàng đã can thiệp giao kéo, trùng tu lại nhan sắc. Ban tổ chức có quy định không chấp nhận thí sinh can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ. Trước những lời ra tiếng vào này, Thư Vũ Gemini chia sẻ, cô chỉ được chọn làm gương mặt đại diện và quay TVC quảng cáo cho nhãn hàng. Trước những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng, thời điểm đó Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam cho biết sẽ kiểm tra nhân chắc học và nếu ai chỉnh sửa sẽ không cho tham gia dự thi. Đặc biệt, một đơn vị đã lên tiếng thừa nhận có sửa hàm cho anh Thư, còn người đẹp này chia sẻ, tôi đã từng làm hình ảnh quảng cáo cho rất nhiều thẩm mỹ viện nên những thị phi không đáng có từ công việc trước là không thể tránh. Còn về phần hình thể khuôn mặt, tôi nghĩ trước khi bước chân vào cuộc thi sẽ đưa ra câu trả lời thích đáng. Sau nghi án gây xôn xao, khán giả không thấy anh Thư tham gia vòng sơ khảo và có tên trong danh sách lọt vào bán kết của Hoa hậu Việt Nam 2020. Về lý do tham gia cuộc thi, người đẹp sinh năm 1998 chia sẻ, tôi cứ mạnh dạn đăng ký tham gia, chấp nhận mọi lời khen chê từ dư luận. Vì là dư luận nên bình luận tốt có, xấu có nên tôi nghĩ để ngồi ở vị trí người khác không ngồi được thì chúng ta phải vượt qua những gì người bình thường đôi khi không thể vượt qua. Cô nàng bật mí thần tượng Hoa hậu Hennie và hy vọng tương lai sẽ gặt hái được những thành công như đàn chị đi trước. Hãy cùng chiêm ngưỡng lại những hình ảnh đời thường với nhan sắc xinh đẹp của Thư Vũ, cô nàng đang gây bão trên mạng xã hội này nhé.